Hello, chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Clip này mình sẽ chơi chế độ mới nhất BCFQQ. Một chế độ mà thực sự là mình đã mơ ước bao nhiêu lâu rồi. 16 người một phòng chơi zone nó là chưa đủ. Bây giờ nó phải gấp đôi, nó phải 32 người nó mới hổ báo. Đây là chế độ parkour zombie các bạn nhá. May quá không làm zone. Anh em bị một phát thôi là về với cái vạch đích xuất phát dưới kia ngay. Đứng ở trên đây là hơn 20 thằng nó cầm 6 lòng. Nó cầm 3 Z, nó dã tao thì thấy mẹ luôn. Các bạn có thể nhìn thấy là trong cái vòng 1 này thôi thì chiến binh đang là những độc cô của bạn. Bọn zone ở dưới đây chỉ biết cầm bom thôi. Nó dương cái đôi mắt ếch lên nó nhìn thôi, chứ giết làm sao được người. Có một số bạn thì trong những cái lúc như này người ta gọi là trầm cảm sau khi bắn ấy, thì các bạn ấy sẽ nhảy lầu tự tử. Anh em có thể nhìn thấy góc màn hình một số thằng chết lòi tài phòi rồi kìa. Ở đây có một cái mẹo nha, đó là khi các bạn nhảy ấy là cầm 6 lòng. Tia chớp nó đáp bom nhiều vô cùng luôn. Chơi với 4 nâng cấp ngộ ra ấy, một điều mắm tôm là thứ thối nhất, nhưng mà trong cái chế độ này nó là chưa đủ. Bây giờ bom mà thằng tia chớp cơ mới gọi là cái thứ mùi nó kinh khủng tảm nhất. Ôi định mệnh, mấy thằng kia húng thế. Các bạn đứng ở đấy chặn đầu cho nó luôn thì mình chịu rồi. Cần nắm những người đồng đội như thế này. Đấy, phun đạn luôn nhá, 1.500 viên cơ, xả thì đến sáng mai nó cũng không hết đâu. Mình đi cầm 3Z đi, nhưng mà khó lắm, mình không làm chủ được cái mạng sống của mình ấy, nên là thôi cứ 6 lần cho nó lạnh. Rồi vòng 2 rồi, chạy nhanh, tao nhiều tao chết thì kia. Kỹ sư trong mày, bây giờ anh em là phải đoàn kết với nhau. Đi lẻ một cái thôi, zoom nó đông ủa lên kinh lắm. Rồi chạy đi, mình đáp cái bom cho. Nhanh vào đi. Đây cái ngách này này, anh em đứng ở cái chỗ này nhá. Bom thì nó sẽ không đẩy chúng ta ra được, mặc dù là có đẩy đấy, tùy vào ăn ở thôi. Ui giời ơi, dạ nó sướng lắm các bạn ơi. Như thế này này, quay tay như thế này mới gọi là lên tới lóc đây này. Úi giời ơi, đỉnh mày đông quá, thôi. Một hai kill nó không làm được cái trò chống gì cả. Nó không giúp chúng ta lên top 1 bảng xếp hạng. Mạng sống là của mình, phải giữ, phải cố giữ. Rồi, bên này thì toàn súng xịn thôi. Thấy 3Z này, 6 lòng này, Tesla này, đủ cả. Úi giời ơi, em xịt. Định mệnh sao nhiều tia chớp thế. Ê chúng mày ơi, bây giờ chơi theo kiểu bảo tàng zombie đi. Chúng mày lòi ra tầm 3-4 chủng loại cũng được. Toàn tia chớp với cả y tá như thế này thì đánh đấm cái đất gì. Cần lắm một màu zoom đỏ. Rồi đi. Cửa thứ ba rồi. May quá là lại mình nhảy nó không bị sắt. Mình quay bằng phần mềm quay video ấy, nó giật cho một phát thôi là thấy mẹ luôn. Ông nào mà bị bệnh tim này, sợ độ cao thì nghiêm cấm chơi cái chế độ này nhá. Ngã xuống một cái thì các bạn thực sự là không biết cái điều gì nó lường trước ở đâu. Lăn đùng ra đấy thì chết đấy. Rồi lên nào. Úi giời ơi, lung linh là phải lên luôn. Cái chỗ này mình thích nhất này. Đứng ở trên cầu thang này giã đạn xuống phê lại. Ý giời ơi, em xịt. Rồi bây giờ thì chúng mày lên đây. Chúng mày lên tất đây. Thằng nào con nào nó vừa đáp bom mình thì lên tất đây nhanh lên. Ui định mày sao lên nhanh thế. Ê ta gọi bừa thôi, ta gọi đùa thôi. Một lời chào cao hơn mâm cỗ, chúng mày làm gì lên sọc sọc vậy. Dã man. Y tá kìa. Nhìn chứ. Nhìn thì xì 10.000 ra bù bắn tất. Định mệnh toàn sáu lòng quay nghe đã tai. 3Z on kill kìa. Thôi không sao, mình sống được rồi. Mình không nên sân si với bọn nó làm cái gì. Ở tầm xa như này thì thực sự bắn mấy khẩu mà gời nó không sướng. Ui lại rồi. Ui liên tục rơi. Úi giời ơi, bom cương lên kìa. Thôi thế thì thôi. Cổng sắp mở rồi. Xin phép anh tia chớp em đi. Nào lên nào. 3 2 1 mở cửa. Úi giời ơi, đây rồi. Trời ơi, càng ngày càng gần tới đích rồi. Một bước sai lầm thôi, một phút bốc đồng là cả đời bốc quyết ngay. Bình tĩnh, nhẹ nhàng tự tin và chiến thắng. Tôi leo lên cái chỗ này coi như là thi đường lên đỉnh Olympia ấy. Mình sắp giành được vòng nguyệt quế rồi đấy. Đây mấy cái dây xích này mới gọi là khốn nạn này. Cái chỗ này tốt nhất các bạn là chỉ quay con trỏ chuột thôi, chứ đừng di chuyển mũi tên sang ngang. Đi lùi cứ lùi đi, mình cứu tất. Thương người như thể thương thân. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Rồi chạy đi, chúng nó chạy được rồi. 3 thằng chết kìa, 4, 5 thằng chết kìa. 1, 2, 3, 5 em có đánh rơi nhịp nào không. Bây giờ thì xả chúng nó, hỏa thiêu chúng nó các bạn ơi.
Úi giời ơi, đục người cho nó ra rỗ như cái tổ ong cho mình. Hơi xa nhỉ, định mệnh nhưng mà không sao. Cái chỗ này nó chỉ có đi thẳng thôi. Nó chỉ biết hút đạn vào, à hút đầu vào đạn của mình thôi, chứ nó không nách ở đâu. Thời gian lặng lẽ trôi, mười mấy giây nữa thôi, cái cổng thiên đường kia sẽ mở. Những bước chân lên thiên đàng của mình nó sẽ từng bước rồi đi thôi. Ôi ông bà Zed ơi, ông ơi, đi luôn đi, định mệnh cần lắm một khẩu sniper về sau dòng đam nhá. Chứ bây giờ các bạn chia hết là cũng hoảng đấy. Đấy, chỗ này bình tĩnh nào. Ui giời ơi, tiền tinh tế. Mình đang dẫn đầu đoàn, có thể gọi là dẫn đầu trào lưu và kéo theo xu thế. Ôi giời ơi, sao đằng sau đông thế, ôi giời ơi. Ôi giời ơi, thôi. Lu, chìm cút, nhanh. Không có thể hiện cái gì ở đây cả. Mỗi thằng một lỗ. Như sư chúng mày vào tất đây nhá. Chúng mày lộ 1cm cơ thể thôi, tao bắn cái lòi tài sỏi ra. Giết nó. Thôi chết tôi rồi, có gì đấy, sai rồi. Chạy đi. Rồi, quả bom nó sẽ giữ lại. Định mày. Kéo ơi, nó ít rôm lắm cơ. Xanh đỏ tím vàng màu gì cũng chiến. Ui giời ơi. Lùi lại, nhanh lên, 6 làm đâu rồi. Anh em cần đoàn kết. Mình sẽ mở con bát này. Chúng mày lên tất đây. Zoom non, zoom bé, zoom to, zoom đang bú cũng lên tất đây. Ui bay kìa. Úi ơi, các bạn đang trình diễn cái nghệ thuật khoe body à? Tại sao chúng mày cứ dơ cả một cái ngã ba cơ thể của chúng mày lên mặt tao thế? Bom, mày thế cầm được khẩu sao đồng? Mẹ đấy mới là khẩu TNT hay là cái khẩu Rise gì thì thôi, đúng là anh đầu sông em cuối sông, anh đáp quả bom em vẫn bay thôi. Úi ơi, anh em cứ ngồi nhá, bom của nó sẽ giảm hiệu lực đi rất là nhiều. Úi giời ơi, combo nhìn zoom nó chết mà lòng tôi đau như cắt, nước mắt nó cứ chảy ròng ròng thôi. Lại phun đạn, còn 600 viên nữa, 3 băng nữa. Bây giờ mình xuống kia mình nhặt cái hòm tiếp đạn, nó cũng hơi sida bởi vì bom của thằng này không biết được nào một lần đâu. Mày quá, bốn thằng cầm 6 đồng đứng đây chặn đường thì hộ cái. Nó thật là rôm hộ cái. Ui hời, chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Mình thực sự lẻ cái ý chí sinh tồn của các bạn rôm. Bây giờ chết là chui xuống tận dưới cơ. Chạy một quãng đường nó khá là xa đấy. Định mệnh bây giờ phải dĩa từng viên này. Mình nghĩ là chúng nó đang tụ nhau ở cái chỗ cửa kia đấy, rồi dồn lên hết một thể. Đây là một cái chiến thuật rất là hay. Nhưng mà thực sự có tiền cầm đầu ở đây thì chiến thuật thì nó cũng thế thôi. Gặp người chơi hay thì nó cũng thế thôi. Tôi chết rồi, hết đạn rồi. Úi dồi ôi, anh em ơi, có giữ cho mình được một tí không anh em ơi? Úi dồi ôi, Zoom ơi, cho tao xin một giây thôi. Nào, hút nào. Úi dồi ôi, hút rồi. Cho tao lên với chúng mày ơi. Giết nó. Súng đã quay thì làm sao phải xoắn. Mày hộ tao cái này. Ui giời ơi, định mệnh nó đã bom kìa. Cố lên, sắp win rồi. Ui giời, soi được trên mình. Tôi xin phép được câm nín. Thế tôi có clip tôi, phê vãi cả trưởng ra. Mình chơi cái này mười mấy ván rồi, nhảy cho nó quen đường. Quay clip phát win luôn. Tít lại một cảm giác sướng hơn cả lên đỉnh cơ. Thôi đề nghị anh em nhường đường nhá. Tránh đường cho phụ nữ có thai và trẻ em đang bú đi trước. Không chen lấn xô đẩy, tạo ra sự mất đoàn kết của nhau ra. Ấy giời ơi, không làm zoom. Cái thằng nó biến trước bạn mình cay lắm đây. Bây giờ đứng đây thì dã thôi. Cầm MG không có cái sự sung sướng nào. Đó là quay tay các bạn. Một cảm giác thật là vô mớt. Bây giờ thì bố tia trước mày lên đây đáp bom không chết được bọn tao cơ. Ôi giời, zoom đỏ được kìa. Trời ơi, bao giờ cái chế độ này nó về Việt Nam mới gọi là khốn nạn cơ. Anh em bóp giá nhau cứ gọi là cả ngày. Đang nhảy có quả bom choáng ở rồi trước mặt, xong rồi cứ tiện tay ấn kiến lên ấy. Thế là thôi. Lúc các bạn mở được đôi mắt ra là đã ở phía dưới đáy của cái bản đồ này rồi đấy. Cay lắm. Lúc ấy chỉ biết khóc thôi. Con tim nó thắt lại thôi. Định mệnh cho nó lên đây nhanh nhỉ. Tôi lùi đi các bạn đây. Không tham. Trước đã còn một câu châm ngôn, đó là tham như tiền rôm. Bây giờ mình sẽ thể hiện một bộ mặt khác. Một bộ mặt mình đã che giấu bấy lâu, đó là chỉ biết nghĩ cho đồng đội. Tôi định mệnh sao nhiều ba Z thế. Mình nghe tiếng ba Z vang lên liên tội. Có mỗi mấy khẩu MG như này tí nữa. Chỉ cần một thằng 6 lòng nữa chết tôi là cả team vỡ mồm đấy. Nhau nhìn cho nó đứng kìa. Thôi lùi đi các bạn ơi. Cửa sắp mở này, anh em ta cùng lắm tay sang một cái chương mới. Mẹ thằng chưa chớp đã bom khốn nạn đấy nhỉ.
đi xui cho mày tích nước cho con cháu đi. Chỗ này nhảy ngã gọi là vỡ mồm cơ. Ôi trời ơi, thằng sợ quá. Anh ơi, em vừa dỡ mồm thôi mà anh ơi. Sao cái chỗ này xịt được vậy? Cái định mệnh bị giật máy à? Đề nghị bạn thay ngay một con i9 hoặc là cả 1080 Ti nhá. Như mình như này, chơi game cho nó sướng. Rồi đi luôn đi. Ôi ôi, thôi thôi. Ôi ôi, thôi thôi. Ôi ôi, định mệnh liên tục là những cái chết hiện ra trước mặt mà tôi cảm thấy hơi yếu ớt rồi đấy. Nó càng bom kìa. Tiên sư là bọn 3Z bắn đi. Bọn mình chỉ giữ chân nó như thế này thôi. Còn ở tầm xa là các bạn phải dồn sát thương. Chứ bọn mình thì bắn nó không tới được. Có tâm nhưng mà bất lực rồi. Ôi, sao nó nhanh thế? Trận này tôi cảm giác không lành rồi đấy. Không lành một chút nào luôn rồi đấy. Có lẽ là cái bọn sniper này nó bắn như mình vậy. Nó slap như mình vậy. 5 viên trúng được 1 viên. Ôi, lùa sang kìa. Ôi, lùi đi, lùi đi, lùi đi. Ôi, tôi chết tôi rồi. Ôi trời ơi. Thôi. Ai ơi. Ôi ôi, chị tá, ôi ôi, anh kia chớp ơi. Ôi trời ơi. Cứ như người vô hình. Định mệnh, ấn tất chi thuật, ấn tất chi thuật. Cứ nhảy thôi tiền ơi, cứ nhảy thôi, cứ nhảy thôi. Mình phải hòa vào chúng nó. Mình phải nghĩ mình là một con zoom. Ôi ôi, đi với. Định mệnh mới cái cửa thứ mấy thôi. Mà tại sao còn có 6 thằng như này. Ôi lên với, nhanh lên. Nước thang thiên đường. Ôi giời ơi, bước ở trên đây rồi thì sướng quá cơ. Bây giờ thì thằng nào, con nào vừa đánh tao. Thằng nào vừa con nào định dọa giết tao. Mày còn đứng nhìn này, dương đôi mắt đây này. Bây giờ 3Z là sướng nhất đấy. Rồi Z này, xả tất cả những cái gì các bạn có xuống đi. Đái xuống dưới đi. Chúng mày mẹ làm bất kỳ một cái hành động gì chết rôm là được. Úi giời ơi, phê quá. Ai không? Bọn nó đáp kinh thế. Cầm cái khẩu ấy lại gần ta rồi đấy. Mà nó cứ bay như đúng rồi. Rồi lên đây. Cái định mày không lên à? Chúng mày đứng dưới làm cái gì? Dồn hết cái cầu thang đi. Mình bắn cho nó xuống các bạn ơi. Bọn này nó nhát quá cơ. Rồi nó rơi hết rồi. Ôi dồi ôi, phê lại. Mình làm một băng nữa thôi, mình dã cho cái này thì đúng là không còn một cái gì luôn đấy. Nó đam nó vào đầu kìa. Nó không vào chỗ nào hết, nó chỉ vào đầu thôi. 1 viên 100 máu. Thôi bà Team P ơi, mày đứng đây mày chặn đường làm cái gì Team P ơi. Thôi bạn ơi, hơi húng các bạn ơi. Bớt lại nha. Combo của tôi. Ôi, mua tiền bố đại ơi. Thôi xong rồi. Ui, quên bố nó mất các bạn à. Định mệnh đang ăn kill. Phê quá, quên mất không nhìn thời gian. Quên chạy, giời ơi. Định mệnh nó tham thì thâm đúng là nó ăn vào máu rồi. Không bảo được. Thôi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhá. Anh em đừng quên để lại một like, một comment ở phía dưới. Bye bye.